Những tên trùng du đãng khét tiếng Sài Gòn trước năm 1975. Tập 1. Cuộc chạm trán giữa hai trùm giang hồ không qua được ải mỹ nhân. Sự tàn bạo, tinh quái, mối quan hệ của các băng nhóm giang hồ và cảnh sát chế độ cũ cho thấy sự nguy hiểm của cách gọi là giang hồ không giống như những gì mà một số nhà văn trước năm 1975 viết về thế giới đó. Một Sài Gòn hoa lệ nhưng đầy bí ẩn và tội ác, với sự cấu kết của thế giới ngầm và nhà cầm quyền. Sơn Đảo, tên du đãng quý tộc. Theo các hồ sơ thu thập được, Sơn Đảo tên thật là Vũ Đình Khánh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1955 cùng gia đình di cư vào vùng Hồ Nai, Biên Hòa, rồi về quận Tân Bình, Sài Gòn. Khánh sớm bỏ học, đi bụi rồi trở thành du đãng nhóc. Với chút vốn liếng, chữ nghĩa, cộng máu giang hồ có sẵn trong người, Khánh sớm trở thành thủ lĩnh của đám bụi trẻ, bụi đời ở quận Tân Bình, trở thành nỗi ám ảnh của người dân lương thiện nơi đây, thực hiện chủ trương vãn hồi trật tự ở Sài Gòn của tướng Nguyễn Cao Kỳ. Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan lập ra đội quân đặc nhiệm bài trừ du đãng. Vũ Đình Khánh bị bắt trong một lần cướp giật, lãnh án 5 năm tù và bị đày ra Côn Đảo vào năm 1966 cùng hàng trăm du đãng cộng cán khác. Tại nhà tù Côn Đảo, Vũ Đình Khánh đã gặp và thọ giáo một tên tướng cướp, nhà văn lừng danh tên là Sơn Vương. Sơn Vương vào năm 1934 bị thực dân Pháp xử 79 năm tù. Khi gặp Vũ Đình Khánh vẫn còn thủ án. Khánh đổi tên thành Sơn Đảo, chữ Sơn theo tên của ông thầy Sơn Vương gắn thêm Đảo để nhớ về cuộc gặp gỡ ở Côn Đảo. Với bản án 5 năm lưu đày ở Côn Đảo, khi trở về Sài Gòn vào năm 1971, Sơn Đảo nghiễm nhiên trở thành đàn anh, được các băng đảng khác kiêng nể. Sơn Đảo hùng cứ một phương ở khu vực quận Tân Bình. Ban đầu Sơn Đảo đứng ra bảo kê cho các sòng bạc, ai chịu đóng bảo kê cho Sơn thì được làm ăn yên ổn, ai không chịu đóng thì trước sau cũng bị cảnh sát Tân Bình hốt gọn. Tiến thêm một bước, Sơn Đảo mua lại một sòng bạc đang có nguy cơ phá sản, rồi bằng mối quan hệ ngầm của mình mà lôi kéo các con bạc về, nhanh chóng đưa sòng bạc phát triển với quy mô ngày càng mạnh lớn. Sơn Đảo rất thích tập thể dục thể hình, y trang bị cho mình cả một phòng tập thể hình thuộc loại hiện đại nhất Sài Gòn thời ấy. Nhờ chịu khó luyện tập, Sơn Đảo có một cơ thể thật đẹp, ngực nửa phòng, hai cánh tay đồ sộ không thể khép sát và nách. Với một chút năng khiếu văn chương, lại là một lực sĩ có thân hình rất đẹp, Sơn Đảo được xem là du đãng quý tộc. Nhiều người đẹp mê mẩn cũng chính vì được xem du đãng quý tộc mà Sơn Đảo giao du kết thân với giới quân đội Sài Gòn. Dựa vào họ mà nâng cao thanh thế, đó là điều mà thế giới giang hồ Sài Gòn không thể chấp nhận. Vì vậy Sơn Đảo đã đứng đối lập với thế giới ngầm Sài Gòn. Phan Bá Y, tên giang hồ si tình vũ nữ. Thật ra Phan Bá Y, y là cái lết, là biệt danh vì một cái chân bị tật, có lai lịch đặc biệt và y cố che giấu nó cũng như thực lực của băng nhóm. Là con nhà quyền quý, giàu có, học ở trường Tây, mơ làm 007 và lệnh Hồ Sung. Gã học trò khờ Phan Bá Y đã tọa nguyện trong một lần về thăm quê ngoại ở Tây Ninh. Sau khi trả tiền ăn cho một thương phế binh ăn xin trong quán ăn, Phan Bá Y được giới thiệu với một nhóm thương phế binh gốc Campuchia đi cướp xe đò liên tỉnh, trốn sang Nam Vang, Campuchia. Quay về nhà thì bị gạ lệnh, Phan Bá Y bỏ lên Sài Gòn bán xì ke, tụ tập băng nhóm. Gia tài của hắn là khẩu P38 được mấy thương phế binh tặng làm kỷ niệm. Y được Trung tá Quang, trưởng ty cảnh sát quận 3 đỡ đầu để bán xì ke và tổ chức nhiều sòng bài nhỏ lẻ, kiếm ăn ngon nhưng ít phô trương như các băng nhóm khác. Hôm chuẩn bị sinh nhật lần thứ 33, Phan Bá Y gọi sang vũ trường Maxim đòi gặp Thùy Trang, vũ nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn, bạn gái của Sơn Đảo. Vẫn phong cách nhỏ nhẹ như cậu học trò tú tài, cái lưới rắn của Phan Bá Y chỉ phun nọc lúc cần thiết, tiếng nói như tiếng thở dài của cô gái gốc Bắc di cư làm y điếng hồn. Mấy giây sau mới lấy lại bình tĩnh, anh gọi em không sợ
Sơn Đảo ghen à? Sơn Đảo ghen, anh cũng ghen. Chỉ là chuyện làm ăn thôi, sinh nhật anh cần có mấy cô để chiêu đãi khách quý, em chọn dùng 10 vũ nữ. Chi phí không phải là điều phải suy nghĩ. Khi thủy trang và dàn vũ nữ đến, phòng tiệc bừng sáng vì sắc đẹp, Phan Bá Y tập tễnh ra sàn nhảy cặp với thủy trang. Quái lạ, hắn nhảy tuyệt vời. Đèn tắt chuyển qua giai điệu slow, cặp đôi sát nhau. Phan Bá Y nhỏ nhẹ thổi từng lời: về với anh, hãy bỏ Sơn Đảo, từ bỏ vũ trường, anh sẽ cho em cuộc sống như một bà hoàng. Bà hoàng thật sự chứ không phải là bà hoàng sexy show như hiện nay. Em ổn mà, em thích cuộc sống như vậy, tình yêu, mái ấm gia đình. Thùy Trang không thuộc về những cái đó, em chỉ thuộc về bá chủ bóng đêm. Muốn có được em, anh phải còn cố gắng nhiều, cố đáp. Phan Bá Y cảm thấy hụt hẫng, tuy là sống trong thế giới chú đáng nhưng y lại có quan niệm lãng mạn về tình yêu, hệt như những mối tình trong truyện trường mà y từng đọc ngấu nghiến rồi hồi còn con ít. Y thích làm Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung. Tàn tiệc anh sang quốc tế, em sẽ đến nhưng chỉ uống rượu thôi nhé. Thời gian còn lại, Phan Bá Y quay về với những bàn tiệc, cười cười nói nói, nhưng hồn y đã bị ai hốt đi mất. Y chỉ mong khách về hết cuộc chạm trán tại nhà hàng quốc tế. Đêm dần khuya, nhà hàng quốc tế đông nghẹt. Phan Bá Y tập tễnh len lỏi leo lên cuối bar gọi rượu. Bàn y ngay sau lưng có mấy anh lính đang chơi trò bắp cò tử thần. Bốn người, hai chai rượu, xô đá, cây súng rulo và bốn viên đạn xếp hàng ngang. Mỗi người móc ra 100 USD, anh lính dù móc ra 300 USD rồi nhét viên đạn vào trái khế, mặc vào súng, xoay trái khế quay vòng. Anh ta nốc vội ngụm rượu rồi kề súng lên thái dương bóp cò, cách kim hỏa độc vào ổ không có đạn, anh lính dù không chết và có 300 USD. Đến lượt anh lính bộ binh, anh lính dù và hai người kia bỏ ra mỗi người 100 USD. Anh lính bộ binh chừng như là lính địa phương, quân nhân, nhét viên đạn vào ổ quay vòng trái khế, kề súng lên thái dương bóp cò bằng, máu me tung tóe. Người này ụp xuống bàn rồi quặt ngược, người té xuống đất, máu văng đầy khắp mặt Phan Bá Y, nhưng hắn vẫn để nguyên, xem như không có việc gì xảy ra. Quá quen cảnh này, chủ nhà hàng cho gọi quân cảnh khiêng xác anh rồi dọn dẹp kê lại bàn như cũ. Vẫn ba người khách cũ, súng đặt tiếp lên bàn, chỉ còn một viên đạn, nhưng hình như họ sợ nốc rượu mà không chơi tiếp. Một vòng tay nồng ấm quàng ngang bụng Phan Bá Y, y quay lại tìm một nụ hôn. Thùy Trang đến vội: chị em sẽ hôn anh theo kiểu lửa băng. Ly rượu cô nát đầy đá đặt trên quầy gần 10 phút. Khi đủ lạnh, Thùy Trang dùng ống hút uống hai ngụm, ngậm thật lâu trong miệng và quay sang hôn Phan Bá Y. Hắn đứng người với bờ môi thật nóng và lưỡi thì thật là lạnh của nữ hoàng bóng đêm. Thùy Trang dùng khăn lạnh lau sạch máu trên mặt y. Kịch tính tiếp tục ở bàn mấy anh lính. Một đại úy dù xuất hiện đặt lên bàn 4 viên đạn 500 USD. Ba anh lính cũng là bảo kê cho mấy động hút gan rất to, nhưng vụ này thì không dám, tỷ lệ chết là 5/6. Ổ đạn có 6 viên, họ móc ra mỗi người 500 USD đặt trên bàn. Đại úy dù tháo lon đặt lên sóc tiền, ý nghĩa quyết đấu. Hắn lần lượt nạp 5 viên đạn vào ổ quay trái khế rồi kê lên thái dương bóp cò, cạch ổ đạn trống. Vận may luôn thuộc về Sơn Đảo, đúng đó là Sơn Đảo. Chưa ai võ sĩ, đại úy dù trùm giang hồ khu Tân Bình, ông Tạ. Hai tiếng Sơn Đảo như sấm đánh vào tai gã si tình trong cơn mê tình ái.
Phan Bá Y chưa kịp hoàn hồn thì thấy mình đang nằm dưới đất, máu me đầy miệng. Sơn Đảo: "Tắt đi." Phan Bá Y rút ra khẩu súng P38 chĩa thẳng vào người Sơn Đảo: "Bóp cò đi." Lính dù và quân cảnh đầy ở tầng dưới hãy chứng tỏ mình là đàn ông đi, y cả lết. Phan Bá Y không ngu, hắn đã trải qua nhiều trận quân nhục nhã, phải giả dại qua ải. Lần này cũng vậy, hắn cất súng, coi như Phan Bá Y này thua Sơn Đảo. Mà có anh hùng nào ở Sài Gòn hơn Sơn Đảo đâu. Trước câu nói khéo Sơn Đảo cũng thấy mình quá đáng nên cô lấy ly rượu trên bàn của mấy anh lính nốc sạch rồi bỏ qua cho Phan Bá Y. Khi Thủy Trang dìu Phan Bá Y đứng lên được, Sơn Đảo biến mất quỷ dị như lúc hắn xuất hiện.